Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Hôm nay 8 tháng 2, tức 29 tháng 12 âm lịch, Hà Nội FC hay hầu hết các câu lạc bộ tại Việt Nam đã cho phép các cầu thủ về nhà đón Tết Nguyên đán. Trước khi đón năm mới cùng gia đình, hai thành viên của Hà Nội FC là Nguyễn Hai Long và Đậu Văn Toàn đã có hành động đầy ý nghĩa là trao tặng những phần quà tới những người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang làm việc tại thủ đô. Trong khi đó, tối qua 7 tháng 2, Quang Hải khoe nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn với vợ Chu Thanh Huyền. Năm 2024 sẽ là Tết đặc biệt với Quang Hải khi gia đình đón thêm thành viên mới. Tại Hưng Yên, thủ môn Nguyễn Philip tự tay gói bánh trưng và khoe thành phẩm lên mạng. Chiếc bánh trưng cỡ vừa nằm lọt thỏm trong bàn tay của người gác đền tuyển Việt Nam. Ở Đông Anh, Hà Nội, Đỗ Duy Mạnh khoe cây đào nở hoa trước Tết. Duy Mạnh chỉ vừa về nhà đón Tết với gia đình khi Hà Nội FC tập luyện tới sát Tết. Ở quê nhà Hải Dương, Nguyễn Hoàng Đức chụp ảnh khoe dạp cưới nhưng úp mở danh tính cô dâu chú rể. Hoàng Đức đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng ra sân khi V-League 2023-2024 trở lại. Trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 vừa qua, có 3 thủ môn gồm Nguyễn Philip, Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt. Đặng Văn Lâm ban đầu được huấn luyện viên Chu C điền vào danh sách sơ bộ tham dự giải đấu này. Nhưng sau đó đã rút lui do gặp chấn thương. Hồi đầu tháng 1, Đặng Văn Lâm sang Singapore điều trị chấn thương, sau đó thủ thành sinh năm 1993 về nước tập hồi phục với câu lạc bộ Bình Định. Hiện tại, Đặng Văn Lâm đã bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể ra sân thi đấu. Ở trận giao hữu giữa câu lạc bộ Bình Định và câu lạc bộ Đà Nẵng vừa qua, tuyển thủ Việt Nam đã đứng trong khung thành của đội bóng đất võ. Đặng Văn Lâm bình phục chấn thương là tin vui với huấn luyện viên Chu C dù nguyễn philip thể hiện tốt ở asian cup 2023 nhưng với sự trở lại của đặng văn lâm huấn luyện viên chue sẽ có cơn đau đầu dễ chịu ở vị trí gác đền của đội tuyển việt nam vào ngày 21 tháng 3 và 26 tháng 3 tới đội tuyển việt nam sẽ chơi hai trận đấu tại vòng loại world cup 2026 khu vực châu á cùng gặp indonesia đây là đối thủ mà đội tuyển việt nam đã để thua tại vòng bảng asian cup 2023 vừa qua Vào trưa ngày 8 tháng 2, đại hội đồng của liên đoàn bóng đá Thái Lan đã tổ chức bầu cử chọn chủ tịch mới và không ngoài dự đoán từ trước, Madam Pang đã đắc cử chức chủ tịch với 68 phiếu bầu trong tổng số 73 cử tri đạt tỷ lệ kỷ lục 93%. Nữ tỷ phú Thái Lan có tầm ảnh hưởng lớn trong giới bóng đá nước nhà, gần đây nhất bà là trưởng đoàn khi đội tuyển Thái Lan thi đấu thành công tại Asian Cup 2023 với thành tích lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất bà cũng là vị chủ tịch thứ 18 trong lịch sử của liên đoàn bóng đá Thái Lan và là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ đứng đầu nền bóng đá Thái Lan. Trong thời gian gần đây, tương lai của Benzema tại Al Ittihad bị đặt dấu hỏi lớn. Nhiều nguồn tin từ châu Âu cho biết, chân sút người Pháp đang tìm đường trở lại lục địa già dù mới tới châu Á chơi bóng chưa tròn một mùa giải. Mới nhất, Benzema tiếp tục có hành động gây sốc tại đội bóng này. Cụ thể, khi bị huấn luyện viên Galacto yêu cầu tập luyện riêng, tiền đạo người Pháp đã phớt lờ và bỏ về. Mối quan hệ giữa Benzema và huấn luyện viên Galacto ngày càng xấu đi. Tiền đạo người Pháp thời gian qua thường xuyên có các hành động khiến vị chiến lược gia 48 tuổi không hài lòng. Benzema hội quân muộn cùng các đồng đội trong tháng 1 vừa qua. Thậm chí, có thời điểm ban huấn luyện của An ETH không thể liên lạc được với chân sút này trong khoảng 10 ngày. Do kỳ chuyển nhượng mùa đông của bóng đá châu Âu đã đóng cửa, nhiều khả năng của bóng vàng châu Âu 2022 sẽ tìm kiếm bến đỗ mới sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vv.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.